Hà Nội có trên 4,3 triệu người sống ở khu vực nông thôn, với 467.000 hội viên nông dân, sinh hoạt 2.463 chi hội, ở 406 xã phường thị trấn tại 18 trên 30 quận huyện thị xã. Trong những năm qua, phát huy vai trò và nhiệm vụ của mình, các cấp hội nông dân thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới của thủ đô. Trong đó phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm, nòng cốt của tổ chức hội. Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đã có 157 dự án vay vốn xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã và 499 dự án xây dựng chi tổ hội nông dân nghề nghiệp từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 496,307 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Các mô hình thực sự là những đầu tàu trong sản xuất kinh doanh, tạo nên những đột phá trong phát triển nông nghiệp của thành phố Hà Nội. Nhiều địa phương đã sáng tạo đa dạng các mô hình, tập hợp thu hút phát triển phong trào, hình thành và phát triển mô hình kinh tế tập thể kiểu mới. Tiêu biểu như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Di Trạch, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đạt năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế do ông Nguyễn Hữu Quang, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức làm giám đốc, đã tạo việc làm cho 20 đến 25 lao động hàng năm với thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Sản phẩm của hợp tác xã đã được đánh giá đạt OCOP. Bên cạnh đó, ông luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ các hộ trong sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ chính sách ở địa phương. Tất cả các thành viên trong hợp tác xã cùng chia sẻ kinh nghiệm, rồi là cả khách hàng, để cho tất cả mọi người hoạt động của các thành viên tạo thu nhập tốt cho các thành viên. Trước hết là anh em là chia sẻ trong thành viên trong hợp tác xã và giới thiệu và hướng dẫn cho các hội viên mới hoặc là những cái hộ mới sản xuất, họ chưa kinh nghiệm thì anh em cũng chia sẻ kỹ thuật và kinh nghiệm. Với mô hình chăn nuôi gà đẻ của hộ gia đình bà Nguyễn Hòa Thuận ở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên đã có 11 năm phát triển. Hiện mỗi ngày hộ gia đình bà xuất ra thị trường hơn 7.000 quả trứng cho thu nhập hơn 100 triệu một tháng. Không chỉ đảm bảo sản xuất của gia đình, việc hướng tới sản xuất an toàn và hỗ trợ các hộ khác luôn được bà Thuận thực hiện trong những năm qua. Luôn luôn là phải cố gắng làm sao để gương mẫu thì mình cũng phải giúp đỡ các trang trại khác là về kỹ thuật, rồi nhiều lúc là động viên các anh em là chăn nuôi là đều theo quy trình là sạch, là vệ sinh an toàn thực phẩm là hàng đầu. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm sáng trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Phát huy tính chủ động sáng tạo của hội viên nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thừa, tạo vùng sản xuất tập trung, cánh đồng liên kết, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Phong trào có ý nghĩa quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, nên được các cấp hội và hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào. Với sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia và là động lực khai thác tiềm năng thế mạnh trong nông dân, nông thôn, thúc đẩy ý chí tự lực tự cường, vượt khó vươn lên, đổi mới sáng tạo của người nông dân trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Trong 5 năm, từ năm 2019 đến năm 2023, đã có 1.317.910 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp cơ sở 1.317.910 lượt hộ, cấp huyện thị xã 327.734 lượt hộ, cấp thành phố 28.524 lượt hộ, cấp trung ương 4.691 lượt hộ. Qua bình xét tiêu chuẩn trong 5 năm, thành phố có 903.435 lượt hộ đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cấp cơ sở có 903.435 lượt hộ, cấp huyện thị xã 226.596 lượt hộ, cấp thành phố 15.805 lượt hộ, cấp trung ương 2.837 lượt hộ. Bình quân hàng năm, số hộ nông dân đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đạt 263.582 hộ. Số hộ đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 180.687 hộ. Tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp bình quân đạt 68,5% so với số hộ đăng ký.
các cấp hội nông dân trong thành phố xây dựng được 2.306 mô hình kinh tế tập thể. Lĩnh vực trồng trọt có 1.372 mô hình. Lĩnh vực chăn nuôi, vườn ao chuồng và nuôi trồng thủy sản có 537 mô hình. Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có 397 mô hình. Đầu năm 2024, các đơn vị đã đăng ký xây dựng 237 mô hình với 6.578 hộ tham gia, 85 mô hình trồng trọt, 31 mô hình chăn nuôi, 111 mô hình kinh doanh dịch vụ, 10 mô hình nuôi trồng thủy sản. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trực tiếp và phối hợp tổ chức các lớp tổng huấn khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho 850.537 lượt hội viên nông dân. Hội nông dân các cấp chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tín chấp vay vốn giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội với 3.477,204 tỷ đồng, dư nợ vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với 1.373,847 tỷ đồng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với 16,1 tỷ đồng. Hội nông dân thành phố tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn với 33 tỉnh thành phố, xây dựng được 52 địa điểm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phối hợp tổ chức 125 hoạt động tư vấn, tập huấn kỹ năng xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu nông sản cho hội viên nông dân, tích cực tư vấn xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm cho nông dân. Các cấp hội đã chủ động và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đồng thời tuyên truyền những gương nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh và các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Năm 2023, Hội Nông dân thành phố cũng đã thành lập câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố với 50 thành viên là các hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc. Từ những hộ sản xuất kinh doanh đấy, người ta làm những cái mô hình, làm ra những cái sản phẩm chất lượng và làm chất lượng, năng suất chất lượng cao, thì bà con nông dân người ta sẽ lấy những tấm gương đấy để người ta lan tỏa, học tập những cái gương lao động sản xuất giỏi để bà con áp dụng và cùng nhau để mà truyền đạt những cái kiến thức khoa học kỹ thuật, và hai là những cái cây con giống mới hoặc là áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ mới vào để đưa cho một cái sản phẩm nông nghiệp năng suất chất lượng cao và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là động lực thúc đẩy các hoạt động tương trợ giúp nhau giảm nghèo ở mỗi địa phương. Bằng việc phân công các hộ sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, trực tiếp và phối hợp giúp 13.538 lượt hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo của toàn thành phố ở khu vực nông thôn xuống còn 0,03% vào cuối năm 2023. Đây cũng là một cái tiền đề để lan tỏa những cái mô hình hay, những việc làm tốt, đặc biệt là giúp đỡ được rất nhiều hội viên nông dân có cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là công ăn việc làm, tạo công ăn việc làm cho bà con. Đấy, ngoài cái chủ hộ ra thì cũng giúp rất nhiều cho bà con nông dân. Việc này là chúng tôi tiếp tục là được nhân rộng, thế và hàng năm thì được đánh giá tổng kết vào cuối năm, thế và được Ủy ban nhân huyện rất quan tâm, là đều được bình xét và khen thưởng. Đấy, cho các hộ cuối năm là đạt danh hiệu là sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có cấp thành phố và trung ương. Phong trào về nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thế thì trên cơ sở đăng ký và trên cơ sở những cái tổ nhóm thì chúng tôi cũng từ cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, của thành phố, đặc biệt là quyền quỹ hỗ trợ nông dân thành phố, thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các cái tổ nhóm đấy thông qua cái mô hình vay vốn mô hình điểm, để giúp cho các hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả và giúp nhau phát triển kinh tế và giúp nhau vươn lên làm giàu, cùng nhau làm giàu và tạo ra nhiều công ăn việc làm để cho hội viên nông dân. Cùng với việc sản xuất kinh doanh giỏi, các hộ hội viên nông dân đã tích cực tham gia các chương trình văn hóa xã hội như chương trình Nghĩa tình nông dân thủ đô đoàn kết và sẻ chia, Triệu bữa cơm Hà Nội nghĩa tình và chương trình Triệu phần quà nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh COVID-19. Vận động cán bộ hội viên nông dân ủng hộ 467 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID. Tặng quà hỗ trợ hội viên, cán bộ và nhân dân thủ đô tiêu thụ hơn 1.200 tấn rau củ quả, trên 2 triệu quả trứng, 220 tấn thịt gia súc gia cầm hội viên nông dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.
Với tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước, vận động cán bộ, hội viên nhân dân thủ đô ủng hộ, hỗ trợ nhân dân các tỉnh thành phố như Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và các tỉnh miền Trung trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững trong giai đoạn mới được Hội Nông dân định hướng vận động, hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ cao, thông minh, chuyển đổi số nông nghiệp để tự động hóa các khâu trong quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm minh bạch, chính xác, an toàn, nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái và xây dựng nông thôn mới. Bằng những cái này mô hình kinh tế rồi bằng những cái công việc cụ thể với phương châm cầm tay chỉ việc, những cái mô hình kết nối cung cầu rồi kết nối về ứng dụng công nghệ thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn đăng ký những cái công trình ứng dụng công nghệ số theo cái chuyển đổi số chung. Huyện chúng tôi có nghị quyết 28 về chuyển đổi số. Thế rồi với thành phố chúng tôi cũng đã ký kết với Hội Nông dân thành phố Hà Nội về cái chuyển đổi số ứng dụng công nghệ. Hợp tác xã Đồng Tháp đây là một trong 12 đơn vị chúng tôi ứng dụng công nghệ số trong cái chuyển đổi nông nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp. Kết quả trong giai đoạn 2019-2023 đã có 7 nông dân thủ đô tiêu biểu tham dự hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6 giai đoạn 2017-2022. 200 hộ sản xuất kinh doanh giỏi và 21 tập thể có thành tích trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào được Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen. 15.805 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được giấy chứng nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố. Nông dân, người sản xuất nông nghiệp cần liên kết hợp tác, hình thành các thành lập các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành, kết nối liên kết với các doanh nghiệp và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đây là mô hình hiện nay các doanh nghiệp, các hợp tác xã của Hà Nội đang rất có hiệu quả. Thành phố đã đưa các chính sách trong luật thủ đô cũng như là đưa các cái định hướng cụ thể vào quy hoạch chung xây dựng thủ đô tới 2050 về lĩnh vực nông nghiệp, tạo ra cái điều kiện ổn định cho người dân sẽ hợp tác liên kết khi mà hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy định của luật quy hoạch. Người dân sẽ bắt tay hợp tác liên kết giữa nông dân với nông dân để hình thành những cánh đồng lớn và giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp để thành các chuỗi sản xuất cũng như là tại các vùng sản xuất đó có cái cơ chế về cái sử dụng đất đai để tạo ra các cái cơ sở chế biến và liên kết vùng với các tỉnh trong cả nước. Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tiếp tục duy trì, phát huy, phát triển hơn nữa như là hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, rồi trao đổi kinh nghiệm, tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho hộ sản xuất kinh giỏi cấp thành phố. Các cấp hội sẽ tiếp tục là cầu nối để tạo dựng niềm tin giữa người nông dân, các hộ sản xuất, gắn bó với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học để tạo mối liên kết bền vững hơn trong tổ chức sản xuất, trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của thủ đô. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi cũng sẽ tiếp tục trở thành hạt nhân, nòng cốt, tham gia phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế tập thể, trở thành các chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc các hợp tác xã. 200 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được khen thưởng ngày hôm nay chính là những tấm gương điển hình để các cấp hội nông dân thành phố Hà Nội xây dựng, nhân rộng và lan tỏa hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp, người nông dân văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, góp phần xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong những năm qua đã phát triển và trở thành phong trào quần chúng, có sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội nông dân trong phong trào thi đua yêu nước của thủ đô. Qua đó động viên, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo trong cán bộ hội viên nông dân, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.